Ừ. Đừng quay điện thoại. Mang con gà làm gì á? Nướng. À, chuẩn đi thả trên rừng nhé. Con gà chạy với. Cá. Câu ra chụp hình con gà. Chụp luôn, áo đẹp mà. Xem mình xem nào. Cái này biết xem mình xem nào đâu. Trong quá. Bây giờ là 11 giờ rồi. 11 giờ rồi mà người vẫn đi ầm ầm lên này. Đấy. Cái này mà không mò để xem mình đúng không ạ? Sao biết xe mình đâu. Ủa, quá nhiều xe luôn. Xe kia. Đấy, xe mình là xe trắng trắng kia nha. Review xe này, xe gì đây? Xe này quá đẹp luôn. Đấy, xe mình đây. Xe quý bắp của mình đây. Đủ đầy xe luôn. Cái này chắc khoảng máy trăng cái máy nghìn chiếc đấy. Em gọi anh dắt xe đi. Bay ra luôn. Rồi đi về à? Về đâu có biết anh đâu, anh đi đâu thì em đi đấy. Thank you.
em quay trực tiếp mà. Hả? Chỉ có mạng đâu đúng không? Cả hai. Cả hai luôn. Chào sao.